huyết áp tăng, bác sĩ ghi trong bệnh án là tiền sản giật cho cấp cứu gấp. Là lúc đấy là em bủn rủn chân tay luôn. Thế lúc đấy thì em sợ lắm. Em vào viện thì mình chưa đẻ lần nào mà chị. chưa đẻ lần nào, chưa có tí kinh nghiệm nào hết. Tại chị đi đẻ em đi chợ, chưa đi đẻ lần nào thì đúng rồi. Cho luôn lên một cái xe lăn. Thế xong rồi y tá là đẩy lên trên phòng đẻ. Lúc đó thì người nhà cũng bắt đầu đã tập hợp hết lên rồi. Mẹ rồi chồng rồi tất cả mọi người đã chờ sẵn ở ngoài rồi. Thế tầm khoảng độ thì bác sĩ bảo là cái qua cái cơn là tiền sản giật đi rồi thì nó đỡ nguy hiểm hơn. Thế thì chờ rồi sắp xếp lịch cho mình mổ vì là con so và thai to. Em thì thấp nhỏ và con thì là dự kiến là sinh là 3 cân 8. Xong thì bác sĩ bảo là thế bây giờ chồng đâu? Thế gọi chồng vào để ký giấy để lên bàn mổ. Thế thì ra gọi chồng thì hỏi là mẹ ơi chồng con đâu rồi? Mất tích. Mẹ bảo là con ơi chồng con về tắm rồi. Trời ơi. Ủa sao? Cái bà đẻ thì mới là cái người có thể bị kiêng tắm sau sinh nên người ta tắm trước. Đúng rồi. Ông sợ ông bị kiêng luôn hả? Các quý vị khán giả, em là Bích Dạ. Em đến từ Hà Nội. Rất là hân hạnh. Dạ. Quý vị biết không, chúng tôi tác nghiệp, chúng tôi ghi hình tại thành phố Hồ Chí Minh và mẹ Bích Phạm bay từ Hà Nội vào. Và bây giờ thì Bích thân mến, mình có bao nhiêu bé rồi? Em có 2 bé chị ạ. Một bé lớn của em thì năm nay học lớp 3. Còn bé thứ hai là bé trai năm nay học lớp 1. Vậy thì bây giờ chúng ta quay ngược trở lại 9 năm về trước. 9 năm về trước. Trong cái giai đoạn mà mình hay tin mình có em bé nó là như thế nào? Thật ra thì 9 năm về trước thì lúc đấy thì em mới chỉ khoảng hơn 20 thôi. Thế lấy chồng về thì xác định là nghỉ ngơi khoảng 1 tháng. 1 tháng, trời ơi, chi tiết tới 1 tháng nha Lan nha. Thế sau đến tháng thứ 2 thì mình quyết định là mình lên kế hoạch mình sinh con. Cứ đến kỳ một cái là thì nó có tin thôi. Đúng rồi. Thế thì bé thứ hai có phải là cũng theo kế hoạch của mình hay không? Không, bé thứ hai là vỡ kế hoạch. Bé cái gì? Tôi đợi câu này. Thôi thì bây giờ mình tập trung cho bé đầu tiên trước đã. Thì cái lần đầu tiên mà mình biết mình mang thai á, dạ, thì cái cảm giác của mình lúc đó nó như thế nào? Tức là em canh cái thời điểm, tức là bắt đầu là đếm ngày. Ngày xong rồi là thấy thì chậm này. Thế sau đó thì đi mua que thử này. Thế là mình đón nhận cái chuyện đấy nó rất là thuận theo tự nhiên. Nó thuận theo tự nhiên. Kiểu này là theo kiểu gì nào? Yes, tích, đổ, yes, tích. Tức là đúng rồi, có bầu rồi đó. Vô. Đó. Ừ, chính xác. Nếu như vậy thì chị muốn hỏi về cảm giác của cái lần thứ hai là cái lần bị vỡ kế hoạch đó. Thì ồ ra như thế nào? Đầu tiên là cái bé thứ hai chị ạ, là em sinh bé nhất thì em rất là mập. Em mập đến bé thứ hai thì tự nhiên là gầy. Thế thì mình cũng không có biết được là vì sao mà mình gầy. Đến khi mà mình cũng không có để ý, đến khi mà nó bị chậm khoảng chậm xa xa rồi, thế mà mình nhớ ra. Thế lúc đấy thì thôi chết rồi, là phải đi ngay lập tức, là cấp tốc là đi mua cái que thử thai. Thì thật sự chia sẻ với hai chị là vì bé thứ nhất nó còn quá nhỏ. Lúc đấy bé mới có 18, 19 tháng thôi, bé vừa mới cai sữa xong. Thì em đần cả người ra. Mặt em nghẹt ra luôn, tức là không biết phải đón nhận cái tin này theo cái chiều hướng như thế nào. Cái thứ hai là lúc đấy thì hai vợ chồng thì còn rất là trẻ. Kinh tế thì nó cũng chưa có được ổn định. Lan biết không tại sao chị phải hỏi cái này? Khi bạn là một cái người rất là theo đuổi sự hoàn hảo nè, theo đuổi sự chính xác nè, thì chỉ cần có một cái sự kiện nào đó mà nó lệch khỏi cái đường ray này là ngay lập tức bạn xuất hiện khó khăn tâm lý. Cho nên có nhiều người nói, ủa cái đứa đó nó sống rất là ngon lành, nó sống rất là kế hoạch, thì bây giờ thực ra việc gì đến với nó cũng sẽ giải quyết rất là ổn thỏa. Nhưng mà không à, nó luôn có hai mặt. Cái người càng lập kế hoạch tốt thì chỉ cần lệch ra khỏi kế hoạch thôi thì họ lại càng lúng túng. Nhưng mà lúng túng hay không thì vẫn phải dưỡng thai thôi. Đúng rồi. Rồi vậy thì chặng đường kế tiếp của thai kỳ nó sẽ diễn ra như thế nào ở hai bé? Bé thứ nhất thì không có một cái chút kinh nghiệm nào. Có rất là nhiều cái gọi là ưu ái và sự quan tâm từ phía gia đình, nội ngoại hai bên, rồi là họ hàng bên nội, họ bên ngoại, cô chồng, bà cô chồng, rồi bà chị chồng, rồi em chồng, tóm lại là tất cả mọi thứ là chăm bẵm và gọi điện hỏi thăm liên tục và đưa ra rất nhiều ý kiến về dinh dưỡng. Thế rồi tăng cân không kiểm soát. Được chăm nhiều quá mà. Có thể hỏi chuyện khác được không? Ăn rất nhiều, cái gì cũng thèm. Thèm rất là vớ vẩn. Cứ đến kỳ là đi khám, theo dõi rất rất sao. Thậm chí bây giờ bé thứ nhất của em ấy, em còn nguyên cả một cái bộ ảnh từ cái lúc mà biết tin mang thai cho đến khi đến bây giờ, tức là những cái ảnh nhỏ nhỏ cũ à, mà rất là quy tức là cổ. Những cái ảnh mà siêu âm con nhé, mình đến với nó như một cái tour du lịch mà trải nghiệm từng ngày. Đúng rồi. Vâng. Vậy thì đến bạn thứ hai, cái gọi là cái cảm thụ đó còn không? Nó thực sự với chị là bạn thứ hai rất là thiệt thòi. Vì lúc đó thì cái bạn thứ nhất của em ấy rất là năng động và rất là cá tính. Bạn thì lớn thì lại quấy như thế, cộng với bé thứ hai ở trong bụng, mình vẫn phải đi làm. Mà trong khi đấy thì cũng chỉ có một mình thôi, chiến đấu cùng với hai bạn. Tức là lúc đó thì mình không có kinh nghiệm, cho nên là cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho bạn đó
cũng như là cho việc bạn ăn bạn uống ấy, là mình hoàn toàn theo bản năng. Bạn rất hay ốm, rất hay ốm và bạn ấy rất hay phải đi viện. Có những cái lần mà em nhớ là bạn ấy 12 giờ đêm rồi, máu mũi nó chảy xuống. Lúc đấy là mình hoảng loạn hoàn toàn luôn chị ạ. Mình không biết phải làm thế nào cả. Thế là ngay lập tức là bế con đi vào trong bệnh viện. Bác sĩ cũng khám nghiệm, chân bác chỉ nói một lần là con bị chảy máu cam. Do là thời tiết ngoài Bắc nó hanh khô. Thế thì cái việc mà chảy máu cam của trẻ nhỏ ấy ạ, xảy ra rất là nhiều. Tức là các bác sĩ có chia sẻ bé nhà Lan cũng hay bị. Thì khi mà bé còn nhỏ ấy ạ, thì đầu tiên là do cái việc là bị nhiễm khuẩn đường hô hấp của bé, nó dẫn đến cái mao mạch nó nhỏ và nó rất dễ bị vỡ. Khi mà thời tiết phía Bắc của em ấy thì nó rất là hanh khô. Nó hanh khô như thế cho nên là các cái cặn, cái rỉ mũi của bé nó vướng ở đây này. Thì chỉ cần là một cái tác động nhỏ thôi, có thể dẫn đến cái việc là chảy máu cam của bé nó ồ ạt ra luôn. Hai nên là bị nóng, tức là nóng người hoặc là nóng mũi ấy. Chảy máu cam thì nếu như mà bé không có bệnh về máu, không có những cái bệnh về di truyền hay bệnh nặng thì các mẹ vẫn cứ yên tâm. Và về sau mà khi bé biết lên rồi thì không có ngoáy và không có tác động nhiều vào bên trong của mũi của bé. Với hai là cầm máu là phải dùng một tay dùng vào bịt chặt cái mũi này của bé vào và cho bé hơi nghiêng đầu xuống, chứ không có được ngửa lên như thế thì là máu nó sẽ chảy ngược. Đúng rồi. Vâng. Nó sẽ chảy ngược vào trong cái họng của bé và nó sẽ dẫn đến là nó sẽ bị nhiễm khuẩn ngược lại. Và hai là cái việc là tăng cường vitamin C. Đấy là một cái kinh nghiệm mà em nghĩ rằng là mình không, vì mình thiếu kiến thức cho nên khiến đến cái việc của mình là nó bị căng thẳng quá độ và mình không biết cách xử lý như thế nào cả. Như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến thai kỳ của bé thứ hai? Trong bé thứ hai của em ấy, bé thứ nhất thì em tăng khoảng 25 cho đến 27 cân. Em không thể nhớ chính xác được vì cái ngày em đi bầu đẻ là em nói thật với chị, em không có đi vừa bất kỳ đôi dép nào nữa cả, không vừa cửa luôn chị ạ. Tiện luôn á hả? Không thể vừa cửa luôn. Ít nhất thì cũng phải có một lần tôi bắt gặp được hình ảnh của mình chứ. Không vừa cửa luôn chị. Lúc đó là vì rất là mập và lại thân hình là thấp nữa. Nhưng mà bé thứ hai thì từ lúc em mang bầu cho nên em sinh bé, em chỉ tăng đúng 3 cân thì mà đẻ bé ra là 3 cân 2, dẫn đến cái bé thứ hai nó bị ảnh hưởng rất là nhiều về dinh dưỡng, rồi là thậm chí ngay cả cái việc là mình đi khám thai chị, nó cũng không thể nào mà theo một cái kế hoạch như em đã lập sẵn như thế được. Ví dụ như đến lúc mà đi khám thai thì là bé thứ nhất ốm thì mình phải sắp xếp. Thế thì bây giờ chúng ta đến với cái hành trình gọi là đi sinh đi ha. Thật ra là bé đầu của em ấy viết đơn xin nghỉ chiều, là sau khi hết kết thúc làm buổi sáng là chào các chị này, em nghỉ đẻ đây. Thế đến buổi trưa thì về thì có nói với cậu em lúc đấy ở cùng với cậu, thế là thôi em chở chị đi khám. Thế thì đi vào trong viện thì là chiều, đến là chiều thứ sáu. Thế là lúc mà bác sĩ nhìn em nó to như một con voi chị ạ, nó phù hết. Lúc đấy là bị phù. Thế là bác sĩ có hỏi là Bích ơi tại sao lại để phù như thế này, và bác sĩ nói luôn là bao nhiêu tuần rồi, 38 tuần 3 ngày, bác sĩ nói luôn là nhập viện. Lúc đấy là hoảng gì ạ, chưa đến ngày sinh mà đã phải sinh, cộng với việc là huyết áp tăng, bác sĩ ghi trong bệnh án là tiền sản giật cho cấp cứu gấp, là lúc đấy là em bủn rủn chân tay luôn. Thế lúc đấy thì em sợ lắm, em vào viện thì mình chưa đẻ lần nào mà chị chưa đẻ lần nào, chưa có tí kinh nghiệm nào hết. Tại chị đi đẻ giống như đi chợ, chưa đi đẻ lần nào. Ủa thì đúng rồi. Cho luôn lên một cái xe lăn. Thế xong rồi y tá là đẩy lên trên phòng đẻ. Lúc đó thì người nhà cũng bắt đầu đã tập hợp hết lên rồi, mẹ rồi chồng rồi tất cả mọi người đã chờ sẵn ở ngoài rồi. Thế tầm khoảng độ thì bác sĩ bảo là cái qua cái cơn là tiền sản giật đi rồi thì nó đỡ nguy hiểm hơn. Thế thì chờ rồi sắp xếp lịch cho mình mổ, vì là con so và thai to. Em thì thấp nhỏ và con thì là dự kiến là sinh là 3 cân 8. Xong thì bác sĩ bảo là thế bây giờ chồng đâu, thế gọi chồng vào để ký giấy để lên bàn mổ. Thế thì ra gọi chồng thì hỏi là mẹ ơi chồng con đâu rồi, mất tích. Mẹ bảo là con ơi chồng con về tắm rồi. Trời ơi. Ủa sao? Cái bà đẻ thì mới là cái người có thể bị chiên tắm sau sinh nên người ta tắm trước. Đúng rồi. Ông sợ ông bị kiêng luôn hả ta? Thế thì hôm đấy là mẹ vợ thì cũng rất là chiều con rể. Thấy rằng là con về đi vừa đi làm về nó cũng vất vả. Thế bây giờ thì có mẹ ngồi đây rồi, con có về cậu, đi tắm đi. Có cậu ngồi đây rồi thì thôi thì cũng chưa biết là lúc nào sinh. Cả thế thôi thì tranh thủ về tắm đi. Anh ơi, có cái gì? Ngày đó mình có thể delay cái việc tắm lại được mà. Tại sao cứ phải đều đặn như vậy? Thế là em ở trong đấy mà ô, tại sao lại giờ lại đi về tắm? Đúng rồi. Thế là bác sĩ thì mẹ em thì rất là hiểu, rất là tư duy rất là đơn giản thôi. Bây giờ thì chồng không ký được thì mẹ ký, thì mẹ đẻ ra mình. Thế thì không thì cho thằng em trai nó đóng giả là chồng, nó vào nó ký. Mẹ chưa lớn vậy luôn. Mẹ hồn nhiên quá. Mẹ đấy, bác sĩ có giải thích là không, người chịu trách nhiệm cao nhất với em bây giờ là chồng em. Thế thôi thì bây giờ em cũng chưa nguy hiểm lắm thì thôi chờ chồng em vào. Em biết tại sao cái chỉ định y khoa là phải là chồng ký trong cái trường hợp này không? Dạ. Bởi vì em đang mang thai con
của ảnh. Dạ. Người ta tính là người ta tính trên những cái đối tượng có liên quan, cái người mà có liên quan để chào đời lúc này thì lại là trực tiếp với ba ha nó chứ không phải là với bà ngoại. Dạ. Gọi điện bảo là bây giờ bác sĩ yêu cầu là vào ký để mổ, thì em cũng không biết là có tắm tiếp hay không vì mình mình cũng không có thể ke lời hết được cái việc là anh có tắm tiếp hay chắc không. Chắc anh có rút gọn giai đoạn cũng chắc bỏ là vài bước. Vâng. Thế thì chồng ký giấy xong xuôi thì em lên bàn mổ, vẫn nhớ cái cảm giác đó chị ạ. Một mình ở trong phòng mổ thì bác sĩ làm hết các thủ tục cho mình rồi, thế thì làm mãi chờ mãi chả thấy bác sĩ nào cả. Thế là một lúc sau thì có một cô y tá cô vào, cô trình bày, cô nói ghé vào tai như sau: em ơi, có một ca nặng hơn ca của em, thế nên bây giờ bác sĩ đang đi mổ cấp cứu ở ca khác, thôi em xuống đi chờ. Lộc cộc lèo xuống. Em xuống thì để chờ ca mổ sau để bác sĩ mổ xong cho em. Thế là lại xuống chị ạ. Đến khi thì cũng rồi thì cũng đến lượt mình. Thật ra là lúc đấy cái cảm giác nào của em là mình không chưa đau đẻ, cho nên cũng không có trải nghiệm là đau đẻ nó như thế nào. Bác sĩ bảo mổ thì mổ thôi. Khi mà gây tê thì em thấy khi mà mổ thì nó cũng rất là nhanh, nó cũng rất là thuận lợi vì mọi thứ của em nó rất là kịp thời. Thế là bác sĩ chỉ khoảng độ một lát thôi là bác sĩ bế em bé ra. Đầu tiên cái cảm giác đón con của em ấy, ôi sao con mình mặt nó tròn thế nhở? Sao trông nó lại không giống như mình tưởng tượng, tức là lúc đấy trong đầu mình thế nghĩ như tưởng tượng cái gì? Phải là một thiên thần chị. Là phải một thiên thần mắt mở to sáng chói nhìn mẹ, hay là chớp hay là giống như trên tivi ấy chị, là mắt phải mở to sáng chói, con mình thì nó cứ hồng hồng rồi nó cứ trắng trắng. Vâng, nó tái, nó tái tái rồi mắt nó thì nó có một đường như này, thế xong rồi nó cũng có một đường. Thế xong rồi nó lại béo chị, nó vì nó sinh ra 3 cân 8 à. Nó mập à. Bà mẹ nào ngồi đây cũng vậy chứ. Ai cũng vậy. Khi mà em ở trong phòng mổ lúc mà hậu phẫu á, thật sự cái cảm giác đấy cô đơn. Có một mình thôi, sinh vào lúc 12 giờ đêm thì cả cái phòng sinh nó cứ tối âm ẩm mà nó tối mù tối mịt à. Thế xong rồi là các bà mẹ kia thì cũng nằm xếp hàng dọc với nhau. Thế thôi mình nữa thì có một vài cô y tá thì cứ mặc bộ xanh là cứ đù đù đi ra đi vào. Thế rồi là cứ thỉnh thoảng lại đến thăm khám cho mình. Em tả sao giống phim zombie quá vậy bà. Zombie đấy, thực sự là sợ thật đấy chị ạ. Không có kinh nghiệm là phải cầm thêm một cái điện thoại để có cái gì còn alo ra bên ngoài. Có ai cho cầm theo đâu mà kinh nghiệm với không kinh nghiệm. Không, lần sau là kinh nghiệm hơn chị ạ, là tự dúi một cái điện thoại nho nhỏ vào trong người để là có việc gì còn có thể alo được. Lúc đấy là gần như là mất liên lạc hoàn toàn luôn. Thế là em ở trong đó thì bị lạnh, nên là kêu với bác sĩ là em lạnh. Thế rồi em khát nước. Thế bác sĩ bảo nước non gì giờ này? Nước non gì giờ này? Rồi bác sĩ khám chị. Bác sĩ ơi, hãy đối xử với những mẹ sau sinh dịu dàng giùm em nha. Cái lúc mà bác sĩ ấn bụng của mình á để kiểm tra xem mình có còn sản dịch hay không chị ạ. Ôi nó đau chết người luôn chị ơi. Ôi nó đau chết người luôn chị ơi. Đúng rồi. Nó đau lắm mà lúc đấy mình chỉ có bác sĩ làm câu là 1-2 giờ đêm còn AB cái gì, 1-2 giờ đêm còn AB cái gì. Rồi như vậy thì với bạn thứ hai thì nó có được lập trình như vậy không? Bạn thứ hai của em thì không chị, chuyển dạ trước khi mổ. Kế hoạch là sáng mai mới vào viện cơ, thì đêm nó đã bị chuyển dạ rồi. Thế là hai mẹ con lúc đấy thì đi vào viện trước, chồng thì đem đồ đặt đi đằng sau. Có tắm trước luôn chưa? Tắm tối rồi chị, đây là đẻ sáng. Rồi an tâm rồi. Lúc mà em khám ấy, bác sĩ hỏi em có đau bụng nhiều không, bảo em vẫn chịu được. Thế bác sĩ khám thì nó không có hiện tượng là chuyển dạ, tức là không có hiện tượng là mở tử cung. Đúng rồi. Thế là bác sĩ cho đi siêu âm rồi chạy máy monitor, và đến khi mà chạy máy monitor ấy chị ạ, thì nó bắt đầu mới phát hiện ra là lúc đấy là bác sĩ gọi là các cơn co cường tính. Với như trường hợp của em thì là người ta chỉ cần thấp hơn đấy khoảng 2 mức độ thôi là người ta đã đẻ rồi, nhưng mà của em bây giờ là với tình trạng này nó rất là nguy hiểm vì nó có thể nguy cơ là bị vỡ cổ tử cung bất kỳ lúc nào. Thế là bác sĩ ngay lập tức lúc đấy thì bác sĩ cứ liên tục hỏi em có đau không, bảo em vẫn chịu được. Thế bác sĩ hỏi là anh không hiểu là do em kiên cường hay là khả năng chịu đựng của em tốt, nhưng mà với các mẹ khác thì lúc này là rất là đau rồi, đau lắm. Thế là bác sĩ là ngay lập tức là theo em từ bỏ luôn phòng cấp cứu và theo em lên trên phòng sinh luôn. Thế lúc đấy bác sĩ thì vừa đi vừa động viên là em cố lên, các bác sĩ sẽ ngay lập tức sẽ mổ cho em luôn. Lúc đấy thì em không có hiểu gì về cái việc là tình trạng của mình nó nguy hiểm như thế nào cả. Mẹ em cũng thế, mẹ em thì chỉ bảo là thế thì cũng thuận, vừa vào cái thì có thể đi đẻ luôn thì không phải chờ đợi gì cả. Tức là tâm lý vô tư. Đấy thì bác sĩ giải thích luôn là không cô ơi, đây là một trường hợp cực kỳ nguy hiểm, bởi vì cô phải hưởng như là nó giống như là một cái quả bóng cứ liên bị tục nén thổi xuống. Vâng, cứ bên trên thì thúc xuống và bên dưới thì không mở ra. Đúng rồi, thì nó có thể bị vỡ cổ tử cung. Thì nó đã bắt đầu là mẹ em nghĩ lúc đấy là bắt đầu là chân tim đập chân run.
và đi theo lên thì em phải rất là cảm ơn cái bác sĩ mà ngày hôm đấy cấp cứu cho em. Vâng, thì bác sĩ cứ động viên em là em cố lên, rồi là vì em có đau không, với lại em có lạnh không. Mình thì cũng chưa hiểu là vỡ cổ tử cung như thế nào cả. Về sau thì mình mới sốt thì mình mới hiểu là thực ra may mà lúc đấy em không hiểu. Đúng rồi, chứ lúc đấy mình mà hiểu là bắt đầu mình bị sốc tâm lý nữa. Khi mà mổ bé ra ấy, thì em có nghe được các bác sĩ nói là cái nước ối ấy, nó đen như nước cống rồi. Và bé bé ra là nó giống như kiểu bị sặc. Đúng rồi, thì bé không có khóc được luôn. Bị ngợp đó. Vâng, bé không có khóc được. Thế là đến khi mà em lên lúc đấy thì bác sĩ mà đưa em bé cho họ là tự nhiên là nước mắt nó chảy ra. Lúc đấy không có nghĩ rằng là con mình nó sinh nó sống nữa cả. Chỉ biết được là lúc đấy là nó có an toàn không. Thì sau đó thì bạn ấy ra ngoài. Về sau thì em được bố mẹ em kể lại. Muốn chạm vào con ấy, thì bác sĩ còn nói rằng là ông bà đừng chạm vào cháu. Bây giờ là tỷ lệ của cháu là chỉ còn có 50-50 thôi. Vì cháu vừa bị ngạt thì ngay lập tức bạn ấy được xuống cái phòng hồi sức tích cực. Thế còn em ở trên đấy thì không có biết cái thông tin gì về của bé hết. Thế thì các bác sĩ chỉ bảo là chúc mừng em là bé trai thôi, thì mình chỉ thương con thôi. Thế sau đó thì mẹ thì ở lại chiến đấu tiếp. Bạn này thì em phải mất 1 tiếng ở trên bàn mổ. Cái bé thứ nhất mình sinh mổ thì cơ địa nó bị dính chị ạ. Bác sĩ có giải thích nó dính tử cung với lại thành bụng với nhau, cho nên phải khâu rất là nhiều và cũng bị mất rất là nhiều máu. Thì khi mà em về phòng hồi sức thì em bị dị ứng thuốc giảm đau. Tất cả các loại thuốc giảm đau em đều bị dị ứng hết. Cho nên là khi mà hết thuốc tê là lúc đấy là... Trời, thật ra em không có thể nào hình dung được cái cả những cái gì mà Bích trải qua trong cái giai đoạn đó. Thế là mẹ em lúc đấy thì cứ nói là ý là thôi đừng đẻ nữa, nếu mà đẻ nó là chết thì con. Vì thấy em đau quá. 3 ngày liên tiếp là không thể ngồi dậy được. Thế thì lúc đấy thì gia đình thì cũng giấu thông tin rất là nhiều. Vì em bị ngạt cho nên là bé liên tục trong cái tình trạng như là phải suy hấp này, rồi là vàng da này, rồi thiếu máu này. Tóm lại là tất cả những cái thông tin xấu đấy thì gia đình thì đều không cho em biết. Vâng, nhưng mà mình vẫn cảm nhận được. Vì là sinh con xong thì tất cả các ba mẹ thì đều có con, nhưng mà mình thì mãi không thể con đâu cả. Con phải nằm dưỡng nhi bao nhiêu lâu? Con thì phải nằm ở bệnh viện đấy tầm khoảng nửa tháng. Đến khi mà 4 ngày bắt đầu xuống giường đi lại được thì có bảo là cho con xuống thăm con. Bệnh viện sản trung ương thì có một cái khoa gọi là khoa hồi sức tích cực dành cho các nhi sinh non và sinh bé yếu ấy. Thì khi em vào trong đấy thì thật sự là các bà mẹ mà có con mà yếu ấy chị, đau lòng kinh khủng luôn. Các bé nhỏ tí à, những bé mà sinh thiếu tháng nó nhỏ tí trong đấy. Đến khi mà vào gặp con mình thì gần những cái khoa cuối cùng rồi, thì đi qua một loạt như thế là mình đã bị tâm lý rồi. Khi mà nhìn con thì cũng may là con mình thì sinh đủ ngày đủ tháng, cho nên là con thì trông vẫn lớn đầy hơn, đầy đặn hơn, chứ không bé như cái bạn nằm bên cạnh. Và con thì cũng trắng trẻo hồng hào, nhưng mà con cứ nằm thôi, dang chân dang tay ra. Sau đó thì rất là nhiều các cái máy móc gắn lên trên người, rồi là lúc nào phẫu kim tiêm truyền. Nói chung là lúc đấy em quỵ luôn. Thế ngày hôm sau thì hết 5 ngày thì bác sĩ cho xuất viện. Câu đầu tiên hỏi là thấy con em đông, con có được về cũng không? Thì bác sĩ bảo là không, con còn yếu. Lúc đó là bản thân em bất lực, bởi vì là bệnh viện là đông, cho nên bệnh viện là sẽ không cho ở. Thì em quyết định là em thuê một cái nhà trọ gần đó, đối diện với bệnh viện ạ. Ở cái khu em trọ nó rất là tồi tàn, có rất nhiều bà mẹ còn khổ em rất là nhiều. Các bà mẹ đấy sinh con ở tuần thứ 28, 29, 30. Chỉ có là lúc mà bác sĩ bảo là con không được về ấy, là bất lực, là quỵ thôi, là khóc như mưa ở bệnh viện thôi. Còn cái lúc mà ra ngoài cái phòng trọ đấy rồi á, là các bà mẹ là lên kế hoạch là ăn gì cho nhiều sữa này, làm sao để tích cực này, rồi làm sao để đếm từng ngày xem là con không nghe thông tin của con như thế nào này, rồi chờ đến giờ đem sữa vào này, chờ đến giờ được thăm con này. Em nhớ là cái khu vực em trọ thì nó đối diện với lại cái khoa nhi, cái khoa hồi sức tích cực của bệnh viện sản C ấy. Thì cái ánh sáng xanh mà của cái đèn mà chiếu vàng da ấy, nó cứ sáng cả đêm như thế. Thì các mẹ có đâu có ngủ được đâu chị. Nên là đầu hầu hết các mẹ là đều ra đấy mà ngóng vào cái ánh sáng đó. Và nhìn thấy các bác sĩ đi lại thì thấy cảm ơn các bác sĩ rất là nhiều. Vì họ kiên cường như thế thì không có lý do gì mình bỏ cuộc cả.
Và em nghĩ là các bà mẹ mà cùng với em ấy, họ rất kiên cường. Trên bảng nó ghi là con ăn được 5 ml, 10 ml chứ. Là về khoe nhau là hôm nay con ăn được hơn ngày hôm qua 1 ml. Rồi trong bảng thì chỉ tiêm có 3 lần thôi, không tiêm 5 lần nữa. Tức là nhìn cái bảng mà theo dõi sự sống của bé. Thế là phải chia sẻ thông tin với nhau như thế. Thì bạn ấy ngoan lắm. Bạn ấy nằm ở trong đấy thì bạn ấy ngày nào cũng thế vào thì bạn chỉ có nằm dang chân dang tay ra rồi bạn ấy ngủ thôi. Em thì vẫn cảm giác là mình là may mắn vì mình sinh đủ ngày đủ tháng và mình được cấp cứu kịp thời. Có rất là nhiều các bà mẹ theo đuổi rất là lâu, những cái mắt nhất là những cái bà mẹ mà phải thụ tinh nhân tạo ấy, thì nguy cơ nó còn cao hơn rất là nhiều. Chị muốn hỏi là cái vai trò của cái người đồng hành với em là ba của các con thì phản ứng của anh với hàng loạt những cái điều đó như thế nào? Chồng em thì đến tận bây giờ em vẫn cảm nhận là anh vẫn rất là thương yêu em và thương yêu các con của mình. Với bản thân em thì em mang thai và đối diện với những việc đó thì em là người chịu trách nhiệm chính. Anh ấy sẽ phải là những cái việc là gì? Bởi vì mình có hai con còn nhỏ như thế. Thế thì kinh tế là một điều rất là quan trọng. Cái gì cần nói thì mình nói. Cái gì mình cảm thấy mình có thể làm được thì mình đừng để đối phương của mình bị ảnh hưởng. Vì thực tế là anh ấy cũng không thể giúp gì được cho mình cái lúc này cả. Anh ấy cũng chỉ là chia sẻ động viên hay là nhưng không được tạo áp lực cho anh ấy. Em nuôi hai con đến khi mà bạn ấy 19 tháng thì anh xã nhà em ấy cũng không thể phân biệt đâu là bột ăn dặm và đâu là sữa. Không phải là anh ấy vô tâm mà anh còn quá nhiều việc phải lo. Anh còn phải đi kiếm tiền, anh còn phải lo kinh tế. Thực ra thì chúng ta sẽ không có sa đà vào cái việc đi so sánh các cái sự kiện và các cái cuộc đời với nhau. Nhưng mà riêng với câu chuyện của Bích ấy, thì nó cho chúng ta thấy những cái điều rất là quan trọng là một, cái sự mạnh mẽ nó không tự nhiên mà có. Cái thứ hai, cái tinh thần tự cường á. Nhưng mà thực ra cái sự tự cường đó là đôi khi là mình không có bắt một ai đó gánh thêm trách nhiệm đã là một sự tự cường rồi. Và cái điều thứ ba, bây giờ thì chúng ta hiểu là tại sao mặc dù là đề kháng hết với thuốc giảm đau nhưng mà em vẫn ổn. Và cũng lý giải được luôn cái câu nói của bác sĩ lúc mà em nhập viện cấp cứu là thực ra em có đau không? Chứ như người ta là đau lắm rồi thì có thể là cái ngưỡng chấp nhận, cái ngưỡng chịu đựng của em nó cao hơn người khác. Nhưng mà tự chung lại thì nó là một câu chuyện vượt ngoài phạm vi của chat với mẹ bỉm sữa. Chị vẫn hy vọng rằng là bằng một cách nào đó phù hợp, em hãy tải bớt những cái điều đó ra đi. Bởi vì bây giờ mình có thể chịu được, mình có thể đối diện được với rất nhiều phong ba bão tố và sức của em bây giờ vẫn còn tải được. Nhưng chúng ta không chắc được là cái bao đó nó đầy vào lúc nào. Thật ra thì lúc đó thì cái bé thứ hai của em ấy thì ở nhà còn một bé nữa. Mình không thể nào mà tất cả mọi nguồn lực mình dồn hết cho bé thứ hai được. Bé thứ nhất mẹ sẽ rất là tủi thân. Em vẫn bảo với lại chồng em ấy là thôi anh cứ để em ở trong này. Rồi là anh cứ đi làm xong anh về anh chăm con đi. Thật ra em nghĩ rằng là ở cuộc đời này có rất là nhiều niềm vui. Nếu như chúng ta cứ sa đọa vào cái việc là chúng ta cảm thấy cái này không vui hay là chúng ta cảm thấy cái này chúng ta bất lực và chúng ta cứ làm quá nó lên thì cái sự việc nó sẽ trở nên nó quá hơn rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta còn nhìn thấy là chúng ta còn may mắn hơn rất nhiều các bà mẹ khác. Em phải dành một cái lời gọi là ngưỡng mộ dành cho bạn này về câu chuyện nghị lực và cái quan trọng nhất là câu chuyện chịu trách nhiệm. Và bạn phân chia công việc rất là rõ ràng, là bé thứ nhất thì là phải để cho bố chăm, không việc gì mà bạn phải đè thêm cái gánh nặng cho chồng mình. Khi mình cần nhắn gửi cho một ai đó thì với một cái hành trình gian nan như vậy, khi được làm mẹ thì Bích quyết định sẽ chọn ai để nhắn gửi? Em nghĩ là mẹ. Mẹ. Em thì sinh con mà khi phải tầm khoảng 25 tuổi rồi. Thứ nhất cũng thế, khoảng hơn 20 tuổi rồi. Nhưng mà mẹ em sinh em ra khi còn rất là trẻ. Chắc lúc đó thì mẹ em chỉ khoảng 18 tuổi rồi. Không có kinh tế, y tế thì không có, kiến thức thì lại càng không. Mẹ cũng sinh hai em và em trai em giống như em và không có một cái sự hỗ trợ nào cả. Thì em nghĩ là mẹ em rất là vất vả. Khi mẹ em bao nhiêu ngày ở trong viện thì là bấy nhiêu ngày mẹ em ở cùng với em. Con gái ở trong phòng bệnh á. Nhưng mà bà làm ra bà ra hát chầu văn với các bà hàng xóm xung quanh. Và bà điều tra lý lịch toàn bộ bệnh viện. Thực ra tinh thần mà em lạc quan, em học hỏi từ mẹ em rất là nhiều. Kho cả cá, gửi cả, làm cả muối dưa ấy. Bê từ quê lên. Em nghĩ là không có một cái sự hy sinh nào giống như mà người mẹ hy sinh cho mình. Có lẽ là con chưa từng cảm ơn mẹ. Nhưng mà ngày hôm nay con rất muốn nói lời cảm ơn mẹ. Vì đã sinh con ra con trong cuộc đời này, cũng như là giáo dục con. Và đến bây giờ thì mẹ vẫn luôn đồng hành cùng với chúng con. Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn bố rất là nhiều. Cảm ơn Bích. Dạ. Rất là cảm ơn Bích. Cảm ơn cái câu chuyện của em mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Và qua đó thì chúng ta thấy là một cái sự trách nhiệm đó là một cái rất là lớn khi mà chúng ta quyết định có một đứa con. Và cũng
rất cảm ơn bà ngoại thay mặt cho chương trình.